Xin chào tất cả các bạn, mình là Phúc Bùi đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sky007, nhà phân phối chính thức của BA và Ellipse tại Việt Nam. Theo xu hướng ngày nay thì chắc hẳn là bạn nào cũng thích có cho mình một lớp nền bóng khỏe, tự nhiên, nhất là với các bạn theo đuổi phong cách makeup Hàn Quốc. Và để làm được điều đó thì highlighter là thứ không thể thiếu. Chính vì vậy trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về dòng sản phẩm highlighter của nhà BA có tên là BA Lash Highlighter. Tụi mình cùng bắt đầu thôi. BA Lash Highlighter có dạng kem nén, chất mềm mịn như bơ. Được hãng giới thiệu có chứa tới 34% thành phần dưỡng ẩm nên khi lên da sẽ tạo hiệu ứng ống ả, mướt mát rất tự nhiên, không bị cái kia. Có tất cả 5 màu nhưng mình sẽ chọn ra 2 màu có sự khác biệt rõ ràng nhất là màu 01 và 04 để sử dụng trong video này cho các bạn xem nha. Vì đã có sẵn lớp nền rồi nên mình sẽ vào thẳng mướt má hồng luôn. Mình sẽ sử dụng màu 04 Pearl Glass. Đây là một màu hồng dâu có nhũ vàng, là màu nổi bật nhất trong cả 5 màu, rất thích hợp để dùng làm phấn má. Sau bước má hồng, mình sẽ sử dụng màu 01 Cream Glass cho phần highlight sống mũi. Đây là một màu champagne, một màu khá phổ biến trong các bảng màu highlighter nói chung, và mình cũng thích em này nhất trong cả 5 màu. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể dùng em này để highlight cho phần xương quai xanh, giúp tụi mình trông thon thả hơn nữa. Dù đã ra mắt khá lâu rồi, nhưng em BA Lash Highlighter này vẫn là một trong số những best seller của nhà BA đó các bạn. Cá nhân mình thích em nó vì độ lên màu vừa phải, không quá lồng lộn, thích hợp dùng cho makeup hàng ngày. Nếu như bạn nào thích có độ bóng vừa phải, tụi mình hãy dùng cọ để apply sản phẩm. Còn nếu như bạn nào muốn có độ bóng nhiều hơn, tụi mình hãy dùng ngón tay, sản phẩm sẽ lên được rõ hơn đó. Video này là hết rồi, các bạn nhớ like, share và subscribe channel của Sky007 để đón xem những video mới nhất nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.